Chào quý anh em nha. Hôm nay bên shop Đạt lại tiếp tục về được một số cái mẫu hàng sản phẩm Thái mới nha. Thì hôm nay là cái sản phẩm này là cái bộ bao tay ga của dòng Quay Thái 110 nha anh em nha. Mã của nó là KET ha, Made in Thái Lan. Thì giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi cái chất lượng của nó như thế nào để anh em chúng ta nếu mà có nhu cầu thì anh em liên hệ với mình nha. Đó. Thì đây là cái sản phẩm bao tay này thì nhiều anh em hư lắm, tại vì anh em ta để ý là cứ anh em xài một thời gian khoảng 5-10 năm là bắt đầu cái bao tay này nó sẽ có tình trạng là rát hoặc là mòn hoặc là nó bị dập, nó bị xấu hoặc là nó bị nước mưa rồi nắng này kia nó làm cho nó bị chai cứng lại nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái sản phẩm đó là cái bộ bao tay này. Thì bao tay này là rất phù hợp với các anh em đang đi quay Thái nha, quay Thái 110, quay Thái 100. Các anh em mà chúng ta đi qua Alpha mà anh em muốn êm ái giống như quay Thái 110 thì anh em cũng có thể chúng ta mua bộ này về. Thì cái này á anh em là nó sẽ êm ái và nó rất là mềm so với lại cái dòng quay Alpha nha. Quay Alpha là nó không bằng đâu anh em, cái này nó là dòng quay Thái. Đây đây là mình lấy ra một một bộ trước thì đổ hết ra đi. Đây, nhìn anh em nha, cái này là cái bên bên cùng xi nhan. Mình sẽ lấy một cái là bên cùng của cái cùng ga nha. Thì anh em lưu ý giúp mình nha là cái cùng cái bao tay của quay Thái mà hàng Thái á, là nó sẽ có cái ruột màu trắng nha, ruột màu trắng anh em ha, chứ không phải là ruột đen. Ruột đen là Việt Nam nha, đen là hàng Việt Nam, còn ruột trắng là hàng Thái nha. Rất là đơn giản để chúng ta phân biệt được. Rồi mình sẽ mở ra cho anh em coi nè. Đây đây là hàng Thái này, mở ra cho anh em coi nha. Đó thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cũng như là mình phân biệt cho anh em coi là thế nào là Thái và thế nào là Việt. Đây đây là bộ bao tay của quay Thái này, đây lấy một cặp ra để tượng trưng nha. Rồi thì đây là cái phần bên cùng xi nhan này, cái này là bên cùng tay ga này. Thì anh em sẽ thấy là cái cùng quay Thái ấy, là phần đặc biệt của nó là cái lõi này anh em thấy không, cái lõi nó sẽ là lõi trắng nha, còn những cái cùng alpha là lõi nó sẽ là lõi đen. Đấy, nó khác nhau như vậy ha, bao tay của Alpha là lõi đen, còn bao tay của quay Thái nó là lõi trắng. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra mình cho anh em coi nha. Cắt ra. Rồi, ok, mình đã gỡ ra rồi nha anh em nhá. Đây, đây là cái bộ bao tay của quay Thái 110 nha. Thì bao tay quay Thái 110 này đây, anh em sẽ thấy này, nó cực kỳ đã luôn, cầm rất êm nha. Cực kỳ êm, cực kỳ ôm tay rất là sướng anh em ơi. Thật sự rất là êm luôn á, mình rất là lâu rồi mình mới có cảm giác là mình được cầm một cái bộ bao tay nó êm ái như vậy. Đó. Thì đây cái chất lượng của nó thì cực kỳ tốt nha, êm này, mềm mềm mà êm ái cực kỳ đã luôn anh em thấy không, rất là êm nha. Nè đó anh em thấy không, rất là êm và những cái đường vân của nó là chuẩn quân vân quay Thái nha anh em nha, chuẩn vân quay Thái nha. Đó, quay Alpha thì cái vân nó sẽ khác cái vân này. Rồi đây là phần bên cùng xi nhan, đây là phần cùng ga này, anh em sẽ thấy này, lõi trắng nha. Đó, lõi trắng này anh em kiếm ngoài thị trường không có đâu nha anh em nhá. Cái lõi trắng này là anh em kiếm ngoài thị trường là không có đâu, anh em kiếm được lõi đen thôi, lõi trắng này rất hiếm, không có đâu, không có hàng đâu. Đây. Êm, ôm tay sờ rất là đã này. Đấy, anh em thấy không? Là những cái chi tiết của nó thì cực kỳ đẹp rồi. Rất là chi tiết, không có chi tiết nhựa thừa hay là bị lỗi các cái phần nối này nha anh em nha. Người ta làm rất là đẹp, rất là chuẩn. Đây, anh em thấy không? Không có bị lỗi những cái phần chi tiết nhỏ nha. Phần này anh em sẽ thấy là đan lưới này cực kỳ đẹp luôn nè, cái chi tiết lưới này rất là khó làm nha. Đó thì một bộ như vậy bên mình đang bán cho anh em giá là 160 ngàn nha anh em nha. Đó thì anh em nào có nhu cầu liên hệ với mình. Còn đây là có thêm một cái sản phẩm đó là cái bao tay của Dream Thái này. Bao tay Dream Thái này mình sẽ lấy được một mẫu cho anh em coi nha. Đây bao tay Dream Thái đây, cái này cũng của Thái Lan luôn, mã GN5 nha anh em, mã GN5 Thái Lan nha. Rồi mình sẽ lấy một bộ ra cho anh em coi cái chất lượng của nó luôn nha. Đó, đây là một bên rồi, chuyển sang một bên nữa. Đây sẽ lấy ra cho anh em coi ha. Ok anh em đây ha, thì cái hàng rim Thái nè, đó anh em thấy không, rim Thái là cái đầu nó sẽ bít lại nha, nó không có gù, rim nó không có gù. Thì ở đây nó cũng có là hàng lõi trắng luôn, rất là xịn nha. Thì bao tay Dream Thái này mình đang bán giá là 150 ngàn. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu
anh em cũng có thể liên hệ với mình luôn. Bao tay rim Thái là 150 ngàn, bao tay quay Thái 110 là 160 ngàn nha. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu liên hệ với shop. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp quý anh em ở những clip tiếp theo nha.